Ngày mai, ngày 23 tháng 9, lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa sẽ chính thức diễn ra, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng, hứa hẹn sẽ đem đến ấn tượng sâu sắc cho nhân dân và du khách thập phương. Một đại tiệc âm nhạc ngập tràn sắc màu văn hóa dân tộc sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 23 tháng 9 để chào mừng lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Xuyên suốt chương trình, du khách sẽ được tìm hiểu về một Sapa ẩn chứa những điều diệu kỳ về thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Kết thúc chương trình, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng lễ kỷ niệm. Từ ngày 20 tới ngày 23 tháng 9, hàng loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật như show thực cảnh, vũ điệu dưới trăng, triển lãm tranh về Sapa diễn ra, thu hút du khách đến du lịch thành phố trong sương dịp này.